Hôm nay, Mr. Hòa sẽ tiếp tục series hướng dẫn giải bộ đề thi thực hành tin học ứng dụng nâng cao gồm Word, Excel, PowerPoint nâng cao. Video chỉ mang tính chất tham khảo, cần hỗ trợ thêm bạn xem có thể comment bên dưới hoặc inbox fanpage Facebook Mr. Hòa trong phần mô tả. Ở đây đầu tiên mình sẽ trình bày theo cái nội dung trước ha. Tức là cái phần trình bày trên này hơn. Còn các dự án mình sẽ hướng dẫn sau. Thì đầu tiên các bạn sẽ làm cho mình câu đầu tiên là câu 1.5, tức là câu thiết kế đó là trình bày nội dung á. Câu thứ hai là trình bày các hiệu ứng, thì là 1.5 nữa, bài này 3 điểm. Thì về thiết kế thì các bạn sẽ xem cái file tham khảo để mình thiết kế cho tương ứng, được chưa? Đầu tiên chúng ta sẽ xem lại cái file của mình ở đây, được chưa? Cái file mình như thế này thì tiêu đề bỏ qua đi, mình làm một cái nút này trước. Thì để chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ thấy các nút ngành nghề này nó sẽ là các cái thể, các cái sát mình đã có sẵn các cái sát này rồi, nhưng mà cái style nó không có phù hợp, được chưa? Mình chỉ cần gì định dạng lại, format lại các cái sát này, các khung này nè, được chưa? Theo cái định dạng của đề bài yêu cầu. Thì cách nhanh nhất các bạn gì chọn này, nhìn nè, trong màu đỏ, màu xanh, màu xanh lá cây thì gì đó, test màu đỏ, cái con chữ test là màu đỏ, được chưa? Thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ chọn cái thể sát mà mình sẽ đổi này. Chúng ta sẽ có cái thể format. Bên cái thể format chúng ta sẽ có cái thể sub style, được chưa? Mình sẽ chọn cái mẫu tương ứng. Nếu có, được chưa? Ví dụ ha, nếu có. Còn nếu không có, các bạn sẽ có trình bày, cách trình bày như sau. Cách trình bày này, mình để cho tôi ha. Mình sẽ có thứ nhất trong cái phần format của cái phần ta sẽ có hai phần. Phần fill tức là nền, được chưa nào? Phần fill tức là phần nền, màu nền ha. Đây, màu nền, được chưa? Phần thứ hai là phần outline, tức là cái đường viền, đường viền xung quanh á. Thì nó có nè, một hình chữ nhật, nó có thứ nhất cái nền bên trong và cái đường viền bên ngoài. Thì nếu chúng ta không có mẫu thì chúng ta sẽ là gì, chỉnh sửa hai cái thông số này, được chưa? Còn nếu có mẫu sẵn, style sẵn, thì chúng ta chỉ cần chọn cái mẫu style có sẵn. Ví dụ như là nó có màu xanh, được chưa? Màu xanh, chúng ta chọn màu xanh. Màu xanh da trời, được chưa? Màu đỏ. Đối với trường hợp không có thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ định dạng như thế này ha. Ví dụ như nó là màu đỏ thì mình sẽ đổi màu đỏ hay gì đó, được chưa? Hoặc là gì nó là màu cam thì mình đổi màu cam. Đó là cái nền. Còn đường viền, nếu cái đường viền ở đây nó có thay đổi theo cái bài á, thì mình sẽ để thay đổi theo luôn. Ví dụ như đường viền này nó là đường viền đây, được chưa? Đó là có đường viền không? Đó. Mình nhìn xem mình sẽ có đường viền không? Đó. Nhìn xem. Rồi, cái đường viền này cho các bạn xem style ha. Để xíu. Đường viền nó sẽ có, thứ nhất là mình sẽ có màu, được chưa? Trường hợp là có màu, thấy màu đó là xung quanh không? Trường hợp chúng ta, cái trường hợp thứ hai chúng ta là gì? Là không màu. Không màu thì chúng ta để là gì? Thuộc tính là no outline, tức là không có đường viền, được chưa? Tức là không có đường viền luôn. Đó là cách làm thôi. Chỉ cho một số cái trong này, sau này các phần sáp các bạn sẽ tự làm. Rồi, về phông chữ, tức là màu đỏ đúng không? Thì các bạn cứ chọn hết, nhấn Ctrl, nhấn tiếp, được chưa? Đó, tại vì nó là chung là chữ màu đỏ hết, cho nên mình quy về màu đỏ một chữ luôn, lúc cho nó nhanh, chứ không có gì hết, được chưa? Đó là cái thứ nhất của phần slide 1, được chưa? Cái thứ hai là cái phần test tiêu đề. Phần test tiêu đề thì là chúng ta làm gì? Nó khác, chúng ta sẽ thấy khác. Rồi, thứ nhất có hai cách. Cách thứ nhất chúng ta có thể là chuyển về dạng gì của hạt được luôn. Nó là gì, màu gì vậy? Trên đây tôi xem cho mấy cái bạn, nó là màu gì nha? Màu tím đúng không? Tại trên máy tôi cái màu thì nó không có phù hợp lắm, được chưa? Thì nó là màu tím. Ví dụ vậy, ta sẽ chuyển sang cái quạt đi. Quạt của mình nó sẽ là màu tím đi, được chưa? Màu tím đúng không? Nhưng mà mình không có cái mẫu nào có màu tím hết, cho nên chúng ta sẽ chọn một cái mẫu nào đó bất kỳ để đây. Sau đó là gì, cũng y chang tương tự như phần sếp, chúng ta sẽ có hai cái thể tương ứng là gì, test fill và test outline. Fill tức là cái nền, tức là màu trắng phía trong này. Outline tức là cái đường viền hay đường nét viền bên ngoài, được chưa? Thì nếu không có thì chúng ta chỉ cứ chọn thôi, được chưa? Rồi nếu đường viền outline bên ngoài một là chúng ta thấy muốn như vậy là chúng ta chọn luôn màu tím, hoặc là chúng ta gì bỏ đi, tức là no outline, tức là không có đường viền. Muốn nó dày lên thì chúng ta tạo cho nó thêm màu tím đi, nó dày hơn, được chưa? Đó là cách làm. Đó chúng ta là gì? Xuống slide thứ hai. Slide thứ hai cũng tương tự đúng không? Cái phần này thì tí nữa mình sẽ làm, tí nữa tôi sẽ chỉ cách code xuống ha, khỏi cần phải làm lại từ đầu. Rồi, mình sửa lại cái tiêu đề chút xíu. Đây, được chưa? Mình sẽ sửa là gì? Format chọn là gì? Save phát này.
Chọn cái màu 10 tím đi, đừng bị 10 tím luôn. Rồi. Khoan, cái bảng này sao tôi đâu có về dữ liệu sớm đi ta. Để xíu. Không biết bởi tôi có sửa hay không, để chứ tôi chuyển về cái file ban đầu nữa. Rồi, cái phần thứ hai đối với các bạn nha, các bạn lấy file về thì cái phần thứ hai các bạn lưu ý cho mình nè. Đối với các cái bài về trong slide á, tức là PowerPoint á, thì thường chúng ta sẽ sử dụng Smart Art rất là nhiều. Đây, đây là một cái hình thái của, tức là một cái mẫu của Smart Art, được chưa? Ở dưới này cũng là một cái mẫu của phần Smart Art, được chưa? Đó, cái này là biểu đồ. Vậy thì để chuyển một cái test, một cái danh sách có sẵn về cái phần Smart Art thì các bạn nhớ cho tôi này. Chúng ta đã có sẵn cái danh sách này rồi, là nó có dạng list, tức là dạng liệt kê. Cái phần bulletin phía trước này nó chỉ dạng liệt kê được chưa, ở bài này cũng vậy, cũng dạng liệt kê, thấy chưa? Vậy thì để chuyển về phần Smart Art, thứ nhất các bạn không cần phải dùng thao tác là insert, sau đó chúng ta chọn insert Smart Art được chưa, và chọn cái mẫu theo đề bài, đúng không? Thường thì mình sẽ làm như thế này đúng không, rồi sau đó chúng ta sẽ nhập nhập liệu vô, đúng chưa? Được chưa? Nhưng mà đối với phần PowerPoint các bạn không cần phải làm thao tác này, mà các bạn chọn cho tôi một cái danh sách mà ông thầy đã kê sẵn cho mình rồi đó, bỏ hết ha. Rồi chúng ta sẽ sử dụng trong cái thẻ home á, nó có cái một cái phần không phải bằng thẻ bài thẻ insert nha, bỏ cái này đi, chúng ta vô thẻ home ta sẽ có một cái phần là convert click này thành smart art, được chưa? Thì chúng ta sẽ chọn vào, nếu chúng ta thấy có mẫu sẵn trên này thì chúng ta chọn luôn, nếu chưa chúng ta bấm để chúng ta tìm. Yeah. Được chưa? Đó. Vậy thì nó sẽ ra thì cái mẫu tương tự. Được chưa? Rồi vì còn lại của mình là gì? À, chọn cái style màu cho tướng gì? Cái đó chuẩn bị cỡ màu tướng. Được chưa? Hey. Thường là các hiệu ứng trên này, các dạng trình bày trên này đều là dạng 2D, tức là hình ảnh phẳng. Còn đối với cái đề bài mình thì dạng là 3D này, có đồ bóng này, dạng biểu đồ 3D, cái smart 3D, cái sáp dạng 3D, thì chúng ta sẽ chuyển về cái style của smart. Chúng ta sẽ chọn cái mẫu này có biểu đồ chuyển hình dạng smart 3D, thấy chưa? Đây nó có sẵn hết, nó một cục đi kênh sách có sẵn ha. Chúng ta sẽ chuyển về mặc định mình là thường là sẽ là 2D hết, mình sẽ chuyển về dạng 3D ha. Rồi đó là một cái thứ hai tương tự như vậy. Chúng ta sẽ xuống slide thứ ba, đó là đại học, cao học và ngưu sinh, thì chúng ta sẽ thấy có thông tin sau. Tắt bản này đi, đó nó cũng là dạng liệt kê. Vậy thì chúng ta sẽ chuyển cái này về smart art được chưa? Sẽ gì thì hôm nay chọn convert smart art được chưa? Không thấy thì cứ có mở phần more lên mà tìm, được chưa? Thì tất cả các mẫu đều có trong này hết, chẳng qua là gì nó nằm hơi nhiều chỗ khác nhau nên các bạn không tìm được thôi, thấy chưa? Rồi có làm gì nữa không? Ở phần này thì nó đơn giản chút xíu là gì, chúng ta chỉ còn chọn mẫu xong, không làm gì hết, được chưa? Rồi đối với cái style thứ tư, một xong này, hai hai là còn thiếu cái tiêu đề đúng không, từ từ tí bỏ qua đây, bỏ qua sau. À, cái này tiêu đề nữa hả, sửa luôn. Chỉ tiêu tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh chuyển về luôn. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển cái dữ liệu này về dạng biểu đồ. Nó là biểu đồ ha, biểu đồ chart, bây giờ biểu đồ dạng cột. Cột của nó là gì, theo các năm, được chưa? Thì dữ liệu của mình đã có chưa, theo các năm, được chưa? Và số liệu tương ứng theo các năm. Thì ở trong phần này chúng ta không phải là insert giống như bên phần Word, mà chúng ta sẽ là gì, à chúng ta sẽ copy cái phần cái bảng này lại, copy ha, qua dữ liệu này để tí nữa mình sử dụng. Mình không chuyển cái này về, chuyển về dạng chặt được, chúng ta chỉ chuyển insert chặt dạng gì, biểu đồ cột, nhưng các bạn lưu ý biểu đồ cột dạng đơn, tức là gì mỗi năm nó là một một cột, được chưa? Và dạng hay gì đây, hai d thôi, không còn với cái biểu tượng dạng cột dạng 3D, tức là biểu tượng có đâu, được chưa? Chúng ta sẽ chọn dạng đơn nha, còn này là dạng dạng kép, tức là gì nhiều,
nhiều cái thông số dữ liệu trên cùng một cột này, nó là dạng đơn, tức là mỗi cột nó là một dòng dữ liệu khác nhau. Ở đây này chúng ta copy dữ liệu đúng không? Thì việc còn lại các bạn nhớ, các bạn sẽ bắt dữ liệu ra. À, đây là bắt, nếu chúng ta bắt ra nó sẽ lấy luôn cả phông chữ, cái thước chữ, màu chữ đúng không? Bây giờ mình sẽ bắt theo hình thức là gì? Chuột phải chúng ta bắt, bắt chỉ phần là gì? Cái phần value thôi, được chưa? Tức là chỉ bắt value thôi, không bắt cái phông chữ sai, phông sai, kích thước sai, màu chữ, kích thước chữ, được chưa? Thì lấy value thôi. Rồi, ở đây nó có một cái câu này. Tức là mình sẽ resize cái bảng này, tức là cái vùng màu xanh này này, về cái vùng nào mà chỉ chứa dữ liệu mà mình cần hiển thị ở ngoài biểu đồ thôi. Còn các phần còn lại thì nó sẽ bỏ đi. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ di chuyển này vô. Nên là tại vì nó thừa hai phần là series 2 và series 3 đó, được chưa? Thì ở đây nó chỉ hiển, trên biểu đồ nó chỉ hiển thị nội dung của các phòng mình mới khung lại màu xanh đó, được chưa? Này bỏ đi nè. Đó, rồi, mình có thể bỏ đi. Được chưa? Nhưng nhớ nha, cái khung màu xanh là cái vùng dữ liệu mình nó sẽ hiển thị trên biểu đồ. Được chưa? Rồi. Xong thì mình tắt cái này đi. À, nếu mình xong rồi mình thấy dữ liệu ok chưa? À, năm này. Cột này, theo năm này. Giá trị này, được chưa? Giá trị này, cột theo năm rồi thì mình chỉ xóa cái bảng này đi luôn. Tại vì nãy mình đã code để mình phòng ngừa để mình đỡ bị mất thôi. Được chưa? Bây giờ mình còn không cần nữa thì mình xóa đi. Rồi, chúng ta sẽ coi lại. Rồi, ở đây chúng ta sẽ định dạng cái biểu đồ này bằng cái layout của biểu đồ hoặc là phần design của biểu đồ. Ở đây á, chúng ta sẽ cần hiển thị các thông số gì thì chúng ta vô. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn cái layout tương ứng trước đã. Ở đây biểu đồ này dạng ngay rồi. Chọn ha. Đây, nhìn biểu đồ này. Được chưa? Biểu đồ đây có một số đường, đường ngang thôi thì chúng ta cần đường ngang thôi. Được chưa? Thứ hai, hiển thị trên này là có gì? À, chỉ tiêu tuyển sinh, tức là tiêu đề của biểu đồ. Còn nội dung dưới có hiển thị không? Tức là level không hiển thị. Được chưa? Thì chúng ta làm gì? À đây. Thì chúng ta sẽ vô tới cái phần gì? Layout. Ở đây nó sẽ có các phần như sau. Phần thứ nhất là title, tức là gì? Tiêu đề của biểu đồ. Mình đang hiển thị đây, tiêu đề của biểu đồ. Được chưa? Thứ hai là các bảng thông số. Bảng thông số hiện tại mình không hiển thị. Được chưa? Thứ ba là cái nhãn, tức là nhãn số liệu trên này này. Số liệu trên này thấy không? Số liệu trên từng cột này. Đó, thì cái đó gọi là cái nhãn số liệu trên cột. Nếu chúng ta để, chúng ta để luôn, để trên đầu thì chúng ta chọn outside end. Cột này để chính giữa cột. Đó, nó có cái phần hiển thị hết nha. Thì nó hiển thị số liệu tương ứng lên trên từng cột. Được chưa nào? Thì đó là cách mình định dạng cái biểu đồ. Nói ra được cũng khá đơn giản, không gì khó hết ha. Rồi, đó là cái phần trình bày. Các bạn làm cho mình 1, 2, 3, 4 4 cái slide này. À, riêng cái phần mà ngành đào tạo lộ trình và chỉ tiêu á, thì các bạn làm như sau cho nhanh ha. Ở 4 slide nó đều có hết đúng không? Thì mình chỉ còn định dạng ở một slide đầu tiên thôi. Tức là chúng ta đã có slide đầu tiên rồi, chúng ta sẽ chọn này. Được chưa? Chúng ta copy nè. Được chưa? Copy nhé. Sau đó chúng ta xuống slide tiếp theo, chúng ta làm gì? À, cái này nó hơi to quá, thì chúng ta sẽ coi dạng lại chút xíu để chúng ta bỏ cái tiêu đề lên nữa. Rồi chúng ta bắt ra nè. Khi bắt ra thì ở đây nó nằm vị trí nào thì xuống dưới nó bắt vị trí tương tự. Được nha, nó khỏi sửa. Tiếp theo chúng ta bắt ra tiếp nè. Tiếp theo chúng ta bắt, nó dán ra. Được chưa? Biểu đồ nó di chuyển xíu xíu. Đó, đó là cách mà mình sẽ trình bày một cái phần slide. Bài này là bài khá đơn giản, chỉ có dạng test về các cái smart biểu đồ thôi, chứ chưa có động gì tới cái hiệu ứng nhiều nha. Qua bài hôm sau chúng ta sẽ có hiểu nhiều. À, tiếp còn cái các cái nút mà trở về nó tuyển sinh nữa. Thì ở đây chúng ta thấy dưới nút tuyển sinh này, tuyển sinh ba nút này giống nhau là một cái thôi, được chưa? Thì ở cái slide 2 nó có nút tuyển sinh là dạng hình vuông, được chưa? Thì nó là cũng là một cái shape bình thường thôi, nó là dạng hình vuông, được chưa? Thì chúng ta muốn chuyển nó hình mũi tên nè, trong cái sáp mình này nó có này, cái hình vuông này nó có luôn cả cái hình mũi mũi tên rồi. Được chưa? Mũi tên luôn. Thì chúng ta không chớ dại vô phần insert nha, nhớ vẫn như lúc nãy, không có cái, giống như thằng mẹ không có convert, chúng ta chuyển dùng convert chứ chúng ta không dùng insert. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta sẽ là gì, change shape, tức là gì, chúng ta sẽ thay đổi nó. Được chưa? Rồi, vậy thì chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ chọn vô phần format. Ở đây nó có phần gì? Nhớ nha, nhớ chọn vô đó nha. Chúng ta còn edit shape, chúng ta chọn nè. Change shape, chúng ta chọn là dạng gì? Dạng mũi tên, được chưa? Dễ chưa? Đó thì nó sẽ chuyển từ cái hình chữ nhật sang hình mũi tên.
Sau đó chúng ta sẽ thay đổi màu chữ và cái thứ chữ đó và cái khung nền của cái xếp luôn. Thì ở đây chúng ta chọn một cái mẫu. Được chưa? Chữ là chữ, chữ động thôi, có làm gì đâu. Được chưa? Đó là xong. Vậy thì sau khi xong cái đầu tiên, hai slide dưới nó gian đúng không? Chúng ta cũng làm tương tự cho cái kia, copy này. Paste này. Paste. Ở phần 3.2 là các yêu cầu về trình chiếu, tức là mình sẽ có hiệu ứng cho các cái đối tượng trên slide. Ở đây thứ nhất chúng ta sẽ có là ba cái sát là gì, ngành đào tạo lộ trình, tất cả các slide giống nhau ha, ngành đào tạo lộ trình và chỉ tiêu tuyển sinh. Khi chúng ta đây, khi chúng ta click chuột vào ngành đào tạo thì sẽ hiển thị tới slide thứ hai, khi click chuột vào lộ trình đào tạo sẽ slide thứ ba, được chưa? Chỉ tiêu tuyển sinh thì ra tới slide thứ tư. Vậy là để mà khi chúng ta click chuột vào một cái slide nào đó nó hiển thị ra hiệu ứng và chuyển tới cái slide tương ứng thì chúng ta sẽ làm gì? À, ví dụ chúng ta nhấn trình chiếu lên thử nha. Thì chúng ta khi chúng ta click chuột vô thì nó không có hiệu ứng gì hết, đây là chuyển slide tiếp theo thôi, giống như mình đang trình chiếu, được chưa? Thì hiệu đưa cái hiệu ứng cho các cái nút này đó, mình lấy chuột vô bình thường đúng không? Đó, vậy để cái hiệu ứng cho cái nút này thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ nhấn chuột vô, chọn cái hệ xếp, chọn xếp nha, không có chọn test nè, đây là đang chọn test nè, đây là chọn xếp nè, tức là chọn bên ngoài á, được chưa? Sau đó chúng ta tiếp chuột phải, chúng ta chọn là gì, hyperlink, được chưa? Thì ở đây đề bài bảo là gì, chúng ta sẽ chuyển tới slide thứ hai, tức là gì, trong cùng cái file show này, tức là file PowerPoint này, thì chúng ta sẽ chọn là gì, play exit của mình, tức là gì, vị trí nào đó trong cái file logo này, được chưa? Rồi, và thì khi chúng ta nhấn vô ngành đào tạo thì nó tới slide thứ hai, thì ta chọn slide thứ hai này, chưa? Ok, đó, trình chiếu lại cho các bạn xem này. Đó, như vậy thì khi chúng ta tới các phần mà nãy mình chưa có hiệu ứng ha, chưa có hyperlink này, thì nó là mũi tên đúng không? Nhưng mà khi chúng ta đã có chuyển qua cái nút có hyperlink rồi thì nó sẽ chuyển sang gì? Thành bàn tay. Khi ta nhấn vô này, thì nó chuyển sang slide này, được chưa? Làm tương tự đối với hai cái còn lại là lộ trình thì nó tới là slide 3 và chỉ tiêu là slide 4. Được chưa? Làm cái đầu tiên nha. Làm ở slide đầu tiên á, Amblin này, bọn chọn thứ tốt của mình, được chưa? 3. Và gì? Amblin này, 4. Được chưa? Vậy sau cho các bạn xem nhé. Thì khi chúng ta bấm vô ví dụ chỉ tiêu đi thì nó sẽ nhảy sang slide chỉ tiêu, được chưa? Được chưa? Đó là cách làm. Rồi. Vậy thì đối với ba cái này trên các slide còn lại như thế nào? Hồi nãy tôi làm để các bạn biết thôi. Thực tế là mình khi mình làm cuối cùng rồi mình hãy copy. Tại vì khi đó chúng ta đã có hiểu cái hyperlink cho các nút rồi. Thì chúng ta không phải làm ở bốn slide còn lại. Được chưa? Mà bây giờ chúng ta copy lại nè. Copy nè. Rồi chúng ta dán sang các slide tiếp theo nè. Được chưa? Dán nè. Dán nè. Đó, thì lúc bây giờ mình dán nó có cái sự kiện hyperlink cho các nút này luôn rồi. Hồi nãy là ban đầu nó có test thôi, nó chưa có gì hết. Được chưa? Vậy thì ví dụ như chúng ta đang ở slide 1, chúng ta trình chiếu, chúng ta nhấn vô lộ trình đào tạo thì ra slide lộ trình đào tạo đúng không? Rồi khi chúng ta nhấn vô cái chỉ tiêu tuyển sinh thì ra cái chỉ tiêu tuyển sinh đúng không? Khi nhấn ngược lại ngành đào tạo thì nó ra gì? Ngành đào tạo đúng không? Được chưa? Vậy thì bây giờ mình còn cái nút là gì? Nút tuyển sinh nữa. Nút tuyển sinh thì ra khi click vô nó sẽ hiển thị về slide 1. Được chưa? Thì chúng ta vô phần cái slide 2, slide 1 không có đâu, slide 2, ở đây, làm tương tự, chúng ta chọn hyperlink. Được chưa? Nhấn vô thì nó chuyển vào slide 1. Đó, rồi, như cái đội tôi nói, tức là gì? Hồi nãy chúng ta code để chúng ta biết được, làm được cái câu đầu tiên. Bây giờ mình có hiệu ứng, mình có cái sự kiện cho hyperlink thì chúng ta xóa đi, chúng ta bắt lại cái mới, được chưa? Chúng ta xóa cái cũ đi, và dán lại cái mới. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ trình chiếu lại xem nha. Bấm vô ngành đào tạo này, đây là slide 1 đúng không? Đây là slide 2 đúng không? Khi chúng ta nhấn vô tuyển sinh này, thì nó chuyển về slide 1, được chưa? Khi bấm vô chỉ tiêu tuyển sinh, thì ra slide 4, được chưa? Nhấn vô tuyển sinh, nó về slide 1, được chưa? Đó, đó là cái sự kiện hyperlink thôi chứ cũng không có gì đâu. Đó. Hyperlink cho các cái sắp. Rồi, hồi nãy nói thì cũng có liên quan một số cái phần hyperlink, thì các bạn lưu ý cho tôi một số cái vấn đề như sau. Đó là hyperlink nó, nếu mà chúng ta cấy cho một cái sếp á, chúng ta sẽ có hai sự kiện. Một sự kiện thứ nhất đó là nó cái hyperlink cho cái
cái hình vuông này, hình chữ chặt này. Và cái thứ hai là gì, nó có hai Berlin cho cái test bên trong nữa. Nha, hai cái là khác nhau, ví dụ như hai Berlin cho cái test bên trong, tôi chuyển tới cái slide 2 đi. Được chưa? Thì lúc đó nó có cái test này. Đó. Thì các bạn phân biệt nha. Khi chúng ta chọn muốn cái hiệu ứng hai Berlin, cái sự kiện hai Berlin cho cái thị sát, thì chúng ta chọn bên ngoài. Nếu mà thấy công nhân trỏ chuột đang nhớ bên trong, tức là đang chọn test, bấm trở lại bên ngoài. Được chưa? Chúng ta hãy làm. Được chưa nào? Đây. Nhấn chỉ tiêu tuyển sinh. Được chưa? Thì nó ra slide 2 là sai đúng chưa? Tại vì nó đang lấy là lấy cái test bên trong hai bên của test, được chưa? Còn này là hai bên của sếp, à, đúng hay không? Đó, nhớ nha. Thôi chuẩn bị đi dạy đây. Nhớ nhấn đăng ký và theo dõi Mr. Hòa để nhận thông báo cho các clip sắp tới. Cần hỗ trợ hoặc giải đáp gì có thể comment bên dưới hoặc inbox fanpage Mr. Hòa có link trong mô tả á. Cảm ơn các bạn đã xem.